buổi sáng cho cô chú anh chị và các bạn. Mai mới ngủ dậy nên mặt mày hơi bị ngu. Thấy trời mưa không cả nhà? Đó, khu nhà Mai nè. Đây là cái cửa sổ nhìn từ trên phòng ngủ xuống ha. Không hiểu sao Mai rất là thích những cái ngày trời mưa như thế này. Chắc tại già rồi đó cả nhà ha. Rất là thích luôn, ông xã Mai cũng thích nữa. Hai vợ chồng Mai đặc biệt là thích khi mà trời mưa gió khi mình đi ngủ, rất là thích nghe cái âm thanh của tiếng mưa. Nghe nó thiệt là lãng xẹt và lãng mạn cả nhà ha. Nhưng mà những ngày trời mưa như thế này, cái tự nhiên mình thấy mình ở bên gia đình mình á, cái mình thấy nó yên bình gì đâu á, cảm thấy nó nhẹ nhàng lắm cả nhà. Mọi người có thấy cái trái bầu của Mai không? Không biết, Mai zoom to lên cho mọi người thấy nha. Đây nè cả nhà, đó, cái gàn bầu của Mai đó. Mai biết là Mai sẽ nhìn thấy rõ hơn cô chú anh chị, nhưng mà người cây khổ qua nữa. Rồi dễ thương quá à. Thật ra thì Mai dậy từ lâu rồi, nhưng Mai cứ nằm trên giường vậy đó. Việc của Mai là làm YouTube mà, do đó thì Mai cứ lướt vòng vòng coi mọi người làm gì ha. Bây giờ thì Mai sẽ dẫn cả nhà mình đi vào trong coi từ cái view phòng tắm nhà Mai. Đây cả nhà, khu vườn nhỏ của Mai kia kìa. Ôi trời, bị mờ ta, không thấy rõ. Tại vì ở bên ngoài nhà mình nó có cái lớp lưới, thành ra là nhìn nó thấy mờ của chú anh chị ha. Mưa đó, mọi người thấy mưa không? Thấy khu vườn của Mai không? Trời hôm nay là nó âm u nên thành ra là khu vườn nhìn nó cũng không có rõ ha cả nhà ha. Đây, không hiểu sao bây giờ lại nhìn rõ hơn nè cả nhà. Trời ơi, trình độ quay phim thượng thừa nên thành ra là khó lắm. Mà sao cái màu nó cứ bị như thế nào á, Mai không biết ha. Mọi người thấy nó tầm không? Khu vườn của Mai không? Mai zoom lên á, nó rất là tầm ha. Hôm nay thì cây cối sẽ được một trận tắm mưa rất là đã. Và đặc biệt là sau những ngày mưa như thế này thì cây cối nó rất là tốt luôn cả nhà. Nhưng mà được cái thì cỏ nó, cô chú chị, mấy bữa nay nó nóng quá nên cỏ nó cũng hơi bị màu xám. Thì bây giờ mưa nó cũng sẽ đỡ hơn ha, cỏ nó sẽ xanh tươi trở lại. Nhiều người cũng hỏi Mai là tại sao cái thảm cỏ rộng như thế này mà chồng Mai không có chịu gắn những cái tưới tự động á, những cái hệ thống spray nước á, phun nước á. Nhưng mà thật ra thì bên tiểu bang của Mai thì Mai thấy mình không có cần đâu cả nhà. Mình ở đây mấy năm rồi chứ mình thấy dù không có gắn cái khung nước đó mà cỏ nhà mình vẫn xanh tốt. Thỉnh thoảng những cái đợt trời nắng thì nó cứ hơi nâu, nhưng mà nắng mấy ngày thì nó lại mưa thì cỏ lại xanh tốt trở lại ha. Tùy theo từng khí hậu và thời tiết của từng tiểu bang đó cả nhà. Mai nghĩ như vậy ha. Và ít có người nào bên mình gắn cái đó đó, nó khu vườn nè. Em bé của Mai đó cả nhà. Nên cả nhà, đây là cái bồn tắm của nhà Mai nè. Bồn tắm này khá là to, nhưng mà từ ngày về đây rồi thì Mai cũng tắm bồn có một lần duy nhất thôi. Và khi mà Mai ngâm một hồi cái Mai thấy Mai muốn bệnh thôi, Mai không tắm nữa. Lười lắm cả nhà ha. Thật ra thì cái phòng tắm này của nhà Mai nó khá là cũ rồi ha. Do đó thì mình cũng muốn sửa sang lại, nhưng mà hôm bữa mình kêu Costco tới thì Mai muốn thay cái này nè cả nhà. Thay cái tấm đứng này nè. Tại vì Mai muốn thay nó bằng bằng gạch thật. Và nói chung là tại vì đi khách sạn nhiều quá, cái thấy bồn tắm khách sạn đẹp quá, cái về có muốn thay thôi chứ gì hết. Nhưng mà bên chỗ Costco thì họ không có gạch, mà họ có một cái miếng bằng giống như là sợi nhựa tổng hợp hay cái gì đó, Mai không biết, nên Mai không có thích đó. Thì bên này là của Mai, bên này là của ông xã Mai. Hai đứa mình là nước sông không có đụng nước giếng ha, nên thành ra là cũng thoải mái. Cả nhà, ông xã Mai là ông biết là Mai rất là ghét cái dọn giường, cho đó là ông dọn sạch, ông dọn cái chỗ của Mai, ông kéo thẳng thớm hết trơn rồi. Là Mai ngủ dậy là Mai chỉ có kéo lại một chút xíu nữa, là Mai không có cần phải dọn gì nhiều hết á. Ngày sáng nào ông dậy ông cũng dọn giường cho Mai vậy cả nhà. Là khi mà mình đang ngủ ông cũng dọn luôn vậy đó. Ông kéo tới kéo lui trên mặt Mai vậy đó. Mà thật sự là Mai không có ngủ, mà lúc đó Mai thức rồi. Nhưng mà Mai chỉ có nằm Mai chơi thôi. Đây cả nhà, bây giờ là Mai bình minh xong rồi đây, thay đồ chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Dễ thương không? Cái giỏ này của Coach á, cô chú chị mua có 130 đô giảm giá mà nhìn rất là dễ thương ha. Cái đầm này là cả nhà, bữa mọi người nhớ không, Mai mua của Love á, giảm giá cuối mùa còn có 25 đồng, mặc cũng được ha cả nhà ha. Mai nghĩ là mùa này mặc mấy cái đầm này cũng nhẹ nhàng ha. Đây là mùa thu nè thì mình cũng có thể khoác một cái áo khoác nhẹ ở đây. Rồi ở trong mình mặc cái quần lửng cũng rất là
vừa phải ha. Mai thì thường là mùa thu, mùa tiết vậy hay, nếu mà lạnh quá thì mặc như vậy, còn mùa hè thì mặc bình thường giống như Mai vậy nè cả nhà. Dạo này hơi mập rồi đó nha. Mà đó, mọi người nói thì Mai nói là Mai cũng đen chứ Mai không có trắng ha, tại vì mùa hè mà Mai tưới bông rất là nhiều. Chỉ có điều là cái mặt của Mai thì không có đen lắm, bởi vì cái mặt của Mai thì Mai có xài dưỡng hay xài này nọ ha, chứ còn cái người thì mình thích đen. Đây, trời ơi, cái bình bông của Mai xinh chưa? Bình bông mà cắt từ ngoài vườn vô á, vẫn rất là xinh ha. Này, cái giỏ này hôm nay của Mai là hợp với màu bông luôn cô chú anh chị. Đúng thiệt nha, một combo combo. Này mà chụp hình bán giỏ ha. Dễ thương quá, hợp với cái màu bông này luôn chứ. Trời ơi, gặp cái đôi dép màu mè này nữa là đúng bài luôn cả nhà. Cái đôi dép này Mai mua ở Rose Island á, mua mang trong nhà chơi thôi chứ không có phải là mang đi ra đường ha. Đây, Mai dẫn mọi người ra ngoài đây coi cái không khí nè. Mai rất là thích những cái không khí buổi sáng mà lúc mới mưa xong á, cảm thấy nó tươi mát làm sao cả nhà. Mai không có diễn tả được nhưng mà cảm thấy nó rất là tươi mát ha, và cảm thấy khí hậu thì mát mẻ, còn cây cối á thì khí hậu trong lành, cây cối thì tươi. Mọi người nhìn nè, cái xích đu của Mai nè, nó bị đọng nước ở trên này. Xong bây giờ Mai ngồi xuống cái nước nó chảy. Mai cho nó rớt nước xuống. Chứ không có nó chảy ướt hết quần áo á. Rồi, để lên. Cho nó chảy ra phía sau. Đó, Mai thì thích ngồi ở đây nè cơ nha. Chỗ quen thuộc của Mai ha. Mấy cái hoa này nó mưa nó bị rũ hết rồi. Nhưng mà vẫn thích. Thiệt là gần gũi với thiên nhiên. Bản tính của Mai thì thích tạo ra những cái chỗ chiêu chiêu trong nhà để mình tự ngồi tự thưởng thức thôi chứ không phải gì hết. Đó, có một cái khu vườn này thì cũng tự trồng tự ra coi tự thấy vui. Chứ chồng Mai vui ít mà Mai thì vui nhiều. Chưa ăn sáng nữa, từ nhỏ nó đang đánh răng, chắc là xong thì chắc mình lùa tụi nó đi ăn sáng thôi. Rồi đúng thiệt nha, khi mà trời mưa xong nhìn thấy cây cối nó tốt á, thấy nó thích gì đâu á. Cà chua của Mai chín quá trời chín đây kìa cả nhà, quá trời chín rồi đó, nhưng mà chưa hái nữa chứ. Anh chị thấy không, đây nữa nè, đây cũng quá trời trái chín luôn. Coi cái cà chua này nè, nhiều trái lắm. Bên này cũng chín quá trời rồi. Chắc là nay mai về Mai phải hái cà thôi. Chứ mình để nó treo, nó rớt thì uổng ha. Đậu đũa nè. Làm video đi hái cà, hái đậu đũa thôi. Đó. Quá trời luôn ha. Còn mấy cái em này thì để làm giống, cứ để đó đi. Đó, cả nhà thấy không, đậu đũa nè. Ôi, nhanh quá ha. Đây nữa nè, thấy không? Đúng rồi đó, tới giờ ăn đậu đũa được rồi. Chắc phải hái vô luộc miếng quá. Nè, rau muống này cũng mập ra nè, thấy không cả nhà. Kệ nó đi, mỗi lần hái được một lần ăn là đủ rồi. Ớt chắc sắp thu hoạch được rồi đó. Xa xa trong kia là nó đỏ hết trơn rồi, nhưng mà thôi kệ nó đi, khi nào mình thu thì mình thu. Ngày nào vậy đó cả nhà, thức dậy cái là Mai phải đi ra đây Mai coi liền vậy đó, chứ Mai cũng không có làm khỉ gì hết trơn á, chỉ đi gai dòm cái rồi đi vô vậy thôi. Nên hôm nay là nhà Mai sẽ ăn bún thịt nướng cả nhà. Đây là nước mắm nè ha, đây là thịt nướng ngày hôm qua nè, giúp Mai cắt ra bún để giúp hâm lại. Từ nhỏ thì nó không ăn rau. Đây, Mai hâm bún xong thì Mai cắt thịt cho tụi nó. Thịt nướng nhà làm. Chị Hai đâu Ngân, xíu muội. Ok. Vẫn còn trong bathroom hả? She's still in the bathroom? Yeah. Bún thịt nướng đơn giản cả nhà ha.
Mai có nướng cái cánh gà ở trong cái air fry cho hai đứa nó nữa. Rồi. Đó, mấy cái đồ này đồ cũ thôi cả nhà. Mỗi cái này không? Gyoza. Tạm hai cái đó đi. Sau đó thì mẹ sẽ bỏ cái điện thoại, cái iPad ra. Nước mắm, đậu phộng nè cả nhà. Thôi mà không rắc đâu, sợ thì nó không ăn. Nó thôi ăn vậy là được rồi đó, bé mẹ con. Còn mai thì mai có rau nha. Bún thịt nướng. Đó, của con nè. Đây còn đây là cái cánh gà mà cũng là đồ ăn cũ mai mới hâm lại cho tụi nó. Hôm nay là nhà mai toàn ăn đồ ăn cũ không đó cả nhà. Nhưng mà cái thịt nướng á, mà bây giờ mình làm bún thịt nướng á, rồi tụi nó khen rất là ngon. Ngon hả Ngân? Ngon xíu mùi. Ngon hả? Ok. Trời ơi, Tàng là tận dụng đồ ăn cũ không. Còn Mai thôi bây giờ mời cả nhà Mai lại đi quay ra cái khu vườn nhỏ của Mai ha. Để Mai lấy cái rổ ra đi hái rau. Vì không có rau thơm, Mai không ăn bún thịt nướng được. Tụi nhỏ thì nó không cần rau thơm, nhưng mà Mai thì ăn bún thịt nướng mà cần có rau thơm, mà còn cần có cả dưa leo nữa cả nhà. Trời ơi, không ngờ là cái thịt nướng cũ đó hôm qua nó chê rồi cả nhà. Mai nói với mọi người là thôi mình bây giờ rút kinh nghiệm, Mai rút kinh nghiệm ăn khi nào mình nướng khi đó, chứ mình nướng trước nó không có ngon. Bữa trưa Mai nướng thì tụi nó khen tấm tắc, tới buổi chiều mà cái Mai hâm lại chút xíu thôi. Tại vì Mai nướng luôn một lúc á mà nó chê cả nhà, nó nói không có ngon nữa, là buổi chiều bị ế. Ế xong thì Mai mới tận dụng là thì bây giờ sáng nay nè, Mai làm cái bún thịt nướng thì tụi nó lại khen. Thấy không? Khó hiểu chưa? Đó, thì hôm nay Mai chỉ đi ra vườn cắt một chút xíu rau để ăn bún thịt nướng thôi. Nên không sẽ không cắt nhiều cả nhà ha. Vừa đủ ăn thôi. Vì rau thì ngoài này sẵn mà, đâu cần chi phải cắt nhiều. Dư cũng đâu làm gì đâu, cắt hai miếng ha. À, tía tô đi nữa chứ, quên. Sao mình lại quên được nhỉ? Tía tô hai cái. Tại vì nhiều loại rau lắm nên nếu hả, mình đừng cắt nhiều quá, mình cắt nhiều quá mình cũng không ăn hết cả nhà. Đây nữa nè, giúp cá. Cá cắt thêm miếng nữa đi. Rồi húng cây nữa cả nhà. Tới đâu cắt tới đó thôi ha. Chín 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 chín. Tươi ngon. Cái húng quế của Mai thì bữa hôm nay cắt dữ quá nên hôm nay là mấy em nó còn hơi bị chưa có ra nhiều. Nhưng không sao, giờ mình cũng ăn ít nè. Húng quế thì cắt thêm một cái nữa đi. Tại vì Mai thích ăn húng quế. Ba. Vô đây rau là đủ ăn một tô bún rồi ha. Phần dưa leo hôm bữa Linh có cho Mai. Đó thì đây là cái lợi ích của việc có khu vườn nhỏ nè cô chú anh chị. Mình tự nhiên cái mình muốn ăn bún thịt nướng, cái mình chạy ra vườn mình hái vô là mình có rau mình ăn ha. Không cần phải hái nhiều, chạy ra ngoài đó thì có gì hái đó, hái chút xíu thôi.
Hi Ray. Em mèo mập. Giờ thì mày lặt rau luôn. Tươi ngon, cả nhà hái vô cái là ăn liền vậy đó. Thì không tươi sao được. Nhà không có gì ngoài rau mà. Không nhiều lắm, khu vườn của Mai thì có nhiều bạn nói là Nhung Hà cuộc sống Mỹ miền núi gì đó, trồng rau quá trời luôn. Công nhận các bạn là bạn trồng giỏi thiệt cả nhà. Còn Mai thì không có giỏi được như Nhung Hà. Mai chỉ có thể làm một khu vườn nhỏ vậy thôi, chứ mà Mai làm cái khu vườn bự như Nhung Hà Mai làm không có nổi ha. Thấy quá trời trời luôn. Bạn Nhung Hà đó là bạn trồng rau là vô địch rồi. Mỗi người sẽ có một cái khả năng khác nhau. Mỗi người giỏi, bạn nó giỏi. Công nhận bạn nó giỏi. Bạn nó trồng giống như là chuyên nghiệp vậy cả nhà. Mấy thấy trồng giống như một cái farm vậy đó. Trời ơi, quá trời các loại cây mà trồng rất là đầu tư nha. Chứ không phải là trồng khơi khơi giống như mình đâu. Mình cũng đầu tư dạng nửa vời ha. Mình cũng làm khu vườn cho nó đẹp, nhưng mà cũng nhỏ vừa phải thôi. Bởi vì mình cũng không có quá chú trọng đến cái việc là làm vườn. Chỉ trồng rau để phục vụ cho cái nhu cầu ăn của gia đình Mai thôi. Mà hiện tại thì gia đình Mai thì có một mình Mai là người ăn rau thôi. Còn ba người kia là ngó. Mai cũng không ăn nhiều đâu cả nhà, thật sự luôn. Hồi xưa mọi người nghe Mai kể chuyện này chắc cô chú anh chị không có tin đâu. Hồi nhỏ Mai là team không hành, không giá, không cay đó nha. Ở nhà Mai mà mẹ chỉ cần bố mẹ Mai mà để một miếng ớt vô thôi mà cay á là Mai khóc, là Mai bỏ ăn cơm á, giận á. Hồi nhỏ nít á cả nhà, không hành, không giá, nói chung là không có cái gì hết á, chỉ có ăn thịt, thịt với lại cơm thôi đó, thịt thôi đó, y như mấy đứa con của Mai vậy đó. Bởi vì giờ Mai thấu hiểu cái đó lắm. Nhưng mà tự nhiên cái Mai lớn ha, từ ngày Mai lớn Mai đi học thành phố, cái Mai xa nhà, lúc đó Mai cũng chưa có ăn nữa, đi ăn ngoài tiệm á, cô chú chị lúc nào cũng dặn cô ơi cho con tô phở không hành không giá. Đó là câu quen thuộc nha. Hỏi không hành này có lấy hành tây không? Dạ không, không gì hết á. Thiệt cả nhà, không ăn gì hết luôn á, không hành không giá. Tim đó, tim của Mai đó. Nhưng mà riết là bây giờ Mai lớn mà ăn đủ thứ á cả nhà, thấy không, ngộ vậy á. Bởi vậy con của Mai cũng vậy, Mai nghĩ là cứ cho tụi nó thời gian đi, từ từ rồi tụi nó sẽ biết ăn đủ thứ giống như mình vậy đó ha. Tại vì Mai đã trải qua bản thân Mai nên Mai nghĩ như vậy thôi, chứ Mai cũng không biết, tại vì mỗi người mỗi khác. Trời ơi, rau nó tươi dễ sợ luôn cả nhà. Rau này là đắp từ ngoài vườn, đắp thẳng vô cái tô của Mai luôn nè. Tươi mới lạ, rửa mà nó thơm, thơm nức luôn á, rửa mà nó thơm lắm. Ăn rồi ở nhà chỉ có làm cái việc này thôi đó. Rau mùi thơm quá. Thơm. Rau sạch nên rửa cũng lẹ nữa cả nhà, rau của mình trồng không có đất cát gì hết á, mình cắt ở trên á nên rửa rất là lẹ luôn. Cái trái dưa leo này là bữa Linh cho Mai mà lâu lắm rồi không ăn, giờ nó già như trái cà vậy mà thôi kệ nó đi, nhà Mai không có dưa leo. Đây cả nhà, giờ mình bắt đầu sắm tuồng cái mình quên mất cắt dưa leo luôn chứ. Ngon chứ muội? Ngon. Cắn hết chưa? Hết rồi hả? Ừ. Như leo. Chưa phu. Kêu nó no quá rồi đó. Mình
thơm này cả nhà. Nó chè hấp dẫn. Còn thịt nướng của Mai nhiều đổ vô hết. Mai thì thuộc team ghét đậu phộng nên Mai để đậu phộng vô, bỏ miếng hành phi vô. Hồi xưa cũng không thích hành phi nữa, giờ đỡ rồi đó. Bây giờ đây là chén nước mắm của Mai thì Mai sẽ bỏ ớt vô cả nhà. Mai thích ăn ớt sa tế. Mai có nên bỏ thêm cái miếng rau muống chua vô không ta? Đúng rồi đó. Nó cũng ngon á ha. Dẫn không? Đây, bây giờ Mai lấy một miếng rau muống muối chua bỏ vô. Mai thì không có ăn đậu phộng cả nha. Đó, đây là tô bún thịt nướng của Mai ha. Chan nước mắm vô. Trời, thấy hấp dẫn rồi đó. Trộn lên. Đây, mời cả nhà. A few minutes later. 1 phút 30 giây rồi tô bún của Mai đã sạch rồi cả nhà. Trời, nó ngon dã man, nó cay cay the the ha. Mà nó chua chua ngọt ngọt vừa đủ. Trời, nó ngon quá cả nhà. Bún của con Mai nè, hai đứa nó ăn hai tô hết sạch nè. Dĩa nữa nè. Đây cô chú anh chị em, Mai cũng pha được cho mình ly nước trà để uống nè cả nhà. Đó. Thì Mai nói với anh xã Mai là có nước nóng rồi, ông muốn làm gì thì ông làm và ông đi pha cà phê ha. Mai không có ngờ là con gái của Mai nó thích cái món bún thịt nướng này. À, cô chú anh chị thấy không, một bữa rất là đơn giản, buổi sáng, nhân buổi trưa luôn chứ không phải buổi sáng nữa. Buổi trưa ngày hôm nay rất là đơn giản ha. Nhiều khi mình chỉ chế biến sơ sơ lại một cái chút xíu thôi mà lại có một bữa ăn rất là ngon. Không ngờ là hai bà ăn sạch luôn mà Mai cũng ăn. Công nhận là ngon thiệt chứ không phải là ấy ha. Không phải là xạo xạo. Không phải là mấy bà nói xạo để làm cho mẹ vui lòng. Mai cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.